Rồi, chào các bạn, lại là những sản phẩm đến từ Hộp Đỏ đây. Hôm nay là sản phẩm gì đây? Chắc là các bạn sẽ bất ngờ. Một bộ tu vít đóng của hãng Kinony. Trước giờ các bạn sẽ nhìn thấy một cái bộ tu vít đóng của Kinony chỉ có một cái cây vít đóng như thế này thôi đúng không ạ? Và một số mũi thôi, nhưng hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về một dòng sản phẩm mới. Đây là một cái bộ đầy đủ những cái sản phẩm mà các bạn đang cần, đang tìm kiếm. Một cái thân tu vít đóng như thế này đi kèm theo là một cái phần mũi vít rất là chi tiết bên trong, à bốn mũi đúng không ạ, và bốn cái đầu khẩu đầu tiếp để giúp cho anh em mình có thể mở những con ốc, những con tán, à nhưng mà không phải là con tán hư nha, tại vì những con tán hư các bạn không mở được đâu, không dùng được vít đóng nha, chỉ là những con ốc mà nó bị cứng một chút xíu, hoặc là chúng ta không dùng cờ lê, chúng ta tận dụng luôn con vít đóng này. Và đây cái cây vít đóng, các bạn khi chúng ta muốn vặn những con ốc thì chúng ta tháo cái này ra. Đây là cái đầu nối, chúng ta gắn cái đầu khẩu này vô, chúng ta tháo. À, nói như vậy. Còn bình thường thì chúng ta sẽ gắn cái mũi vít này vào trong cái đầu nối này để chúng ta sử dụng, tháo những con vít ha. Còn nếu chúng ta gắn những con ốc thì chúng ta gắn cái đầu này. Và trong cái bộ này hiện tại chúng ta nhìn thấy rất là đẹp. Có cái tu vít đóng rất là chắc chắn của hãng Kinony. À. Rồi, phần giá thì mình có để phía bên mô tả trong cái đường link để các bạn có thể thêm vào tham khảo. Hẹn gặp lại anh em nhé.